trò chơi rất đơn giản. Đó là ngay sau đây, hai cô gái xinh đẹp đến từ Tây Nguyên của chúng ta sẽ làm những động tác về múa Tây Nguyên. Các bạn sẽ nhìn và học theo. Sau đó, tất cả chúng ta ở đây sẽ nhìn thấy phần trình diễn của những vị khán giả và đánh giá ai là người múa giống và đẹp nhất sẽ nhận phần quà từ chương trình. Xin một tràng pháo tay cho vũ đoàn Tây Nguyên. Các bạn hãy chú ý và nhìn thấy kỹ nha. Cái động tác của chúng tôi đưa ra có thể nói rằng là rất là đơn giản thôi và dễ dàng học theo đó. Xin mời ạ. Đồng diễn thì hãy thử kiểm tra xem từng vũ công của chúng ta đã học được những gì từ hai cô gái xinh đẹp đến từ Tây Nguyên. Xin mời bạn hãy thể hiện phần trình diễn của mình. Bắt đầu. Rồi mình sẽ bước lên trước nào. Ok, một tràng pháo tay thật lớn. Đúng rồi, ok. Vậy là hình như là mình có 4 động tác anh ạ. 4 động tác mà vừa rồi bạn đã làm một động tác rất Tây Nguyên nhưng mà là nguyên ở Hồ Tây. Xin mời bạn tiếp theo. Xin mời ạ. Hay quá. Anh này có thể được khá là khỏe. Hình như là quên một tí. Hai vũ công của chúng tôi không có động tác gãi đầu. À quên bài ạ, rồi lại một lần nữa, ân nhận, bắt đầu. Cho lên rồi. Hay quá. Chứ sao là cứ dẻo là được rồi, ok, cảm ơn bạn. Mời thí sinh thứ 3. 3, 2, 1, bắt đầu. Bên trái thì sinh viên phải, sinh viên bên tay lên. Bạn ơi, hôm nay 20 tháng 10 mình không có tranh giành với ai hết nha. Không chơi bắn bắn lên nha. Rồi, ok, âm nhạc bắt đầu. Bạn đừng quên là ngoài cái việc của chúng ta tập đúng động tác thì hãy thể hiện thần thái của con người Tây Nguyên nhá. Bóng hồng duy nhất trong số 4 vị khán giả của chúng ta, mời bạn tiến lên một bước nhỉ. Đúng rồi ạ. Con người Tây Nguyên thì mình sẽ không có đi thuốc, đi giày gì hết mà mình đi chân đất. Rất chuẩn trang phục, rất chuẩn. Ok, âm nhạc. Người múa Tây Nguyên nhưng mà lại mang phong cách làm bún phú đô. Rất tuyệt vời. Và bây giờ sẽ là lúc hợp diễn. Mời hai cô gái đến từ Tây Nguyên đứng ở phía trên. Và tất cả bốn vị khán giả sẽ cùng hòa diễn trong phần tiếp theo. Âm nhạc chuẩn bị bắt đầu và hãy cùng cổ vũ cho họ nhé. Hãy xin chào tất cả chúc mừng quý vị khán giả nhé các bạn. Vỗ tay thật to lên. Bắt đầu mềm rồi, bắt đầu mềm rồi.
phần biểu diễn của bốn vũ công của chúng ta không có phần hướng dẫn của hai cô gái đến từ Tây Nguyên. Hãy xem họ diễn như thế nào, sự đồng đều ra sao và thể hiện cá tính của mình trong từng động tác như thế nào. Âm nhạc cho tôi một lần nữa. Xin mời một tràng pháo tay lớn hơn nữa để cổ vũ đâu ạ. Bắt đầu. Ai sẽ là người giành chiến thắng nhỉ? Ai ạ? Áo trắng. Số 1. Số 2. Số 3. Hay là số 4. Yeah. Vâng, không ai có thể qua được ngày hôm nay. Đúng là 20 tháng 10 tinh thần phụ nữ Việt Nam bất diệt. Và đáp án của chương trình là cả 4 vị khách của chúng ta đều nhận quà của chúng tôi. Xin mời. Những vũ công ngày hôm nay chỉ một vài phút thôi mà họ đã hóa thành những con người khác, đúng không ạ? Rất là thân thuộc với những vũ điệu Tây Nguyên của chúng tôi. Xin cảm ơn 4 vị khán giả rất là nhiều đã rất nhiệt tình để có thể thể hiện mình của tại cùng sân khấu chính. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn hai cô gái đến từ Tây Nguyên. Xin mời các bạn vào trong. Chúng ta chuẩn bị đến với phần tiếp theo của chương trình.